Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ 30 viên như bên cạnh Kiều Anh Với việc là tốt cho hệ hô hấp của chúng ta như thế nào Thưa các bạn, đối với những người mà có hệ hô hấp không được khỏe mạnh, thường xuyên thở hồn hển, khó thở hay là thường xuyên ho mắc các triệu chứng về đường hô hấp luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm đúng không ạ? Và đối với những người mắc phải các vấn đề về đường hô hấp thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến công việc cuộc sống của họ. chẳng hạn như những người mắc phải căn bệnh hen suyễn thì họ rất khó để làm việc nặng cũng như là chỉ cần thay đổi thời tiết một chút thôi là họ đã trở nên khó thở, thở khó khe cũng như là vô cùng khó chịu rồi. Chính vì vậy họ luôn tìm những giải pháp để giúp làm sao ở ngăn chặn tình trạng. Căn bệnh các căn bệnh về đường hô hấp này. Và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên như bên cạnh kiểu anh đây. Và như các bạn có thể thấy thì dòng sản phẩm này thì có thiết kế vô cùng sang trọng đúng không ạ? Và đối với những người đang mắc phải các tình trạng về đường hô hấp thì dòng sản phẩm này sẽ có những công dụng cụ thể như sau. Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi sử dụng đông trùng hạ thảo hộp gỗ 30 viên có cải thiện tình trạng ho, đơm và các triệu chứng phổi khác. Trong đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, bổ phế, ích thận, cầm huyết, trừ đơm, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết phế quản. Đồng thời, codicepin của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và diệt trừ các mycobacterium, tuberculosis và vi khuẩn khác có thể gây nhiễm trùng phổi. Đồng thời, axit amin và các polysaccharide có trong đông trùng hạ thảo hộp gỗ 30 viên này thì cũng có khả năng là khôi phục các tế bào phổi đã bị tổn thương. Vâng, như vậy có thể thấy là sản phẩm này mang lại những hiệu quả cũng như là những công dụng vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và như Kiều Anh đã chia sẻ, có rất nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc đã chứng minh rằng những người mắc bệnh hen suyễn khi sử dụng dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo hộp gỗ 30 viên này thì chỉ sau 5 ngày họ đã có cải thiện rõ ràng về tình trạng sức khỏe, về đường hô hấp của mình. Đồng thời là họ đã có thể chạy bộ được trong vòng 200m mà không mắc phải các triệu chứng như là khó thở hay là ho ra đờm nữa. Như vậy thì có thể thấy đây là một trong những tín hiệu đáng mừng dành cho người mắc các bệnh hen xuyễn, các bệnh về đường hô hấp hay là những người già có hệ hô hấp yếu kém và xong sản phẩm này thì cũng đã được nghiên cứu chứng minh rõ ràng kỹ càng trước khi tung ra thị trường. Thế nên là trong quá trình sử dụng các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Và thêm một điều nữa đó chính là với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 60 viên này thì mỗi ngày chúng ta sẽ chỉ sử dụng một viên, chỉ sử dụng một viên như trên tay kiểu anh thôi ạ. À. Ở ngoài ra thì chúng ta có thể dùng theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta sẽ nhai trực tiếp rồi sau đó nuốt từ từ với nước ấm hoặc là chúng ta nghiền nhỏ ra sau đó pha với nước. Và các bạn hãy nhớ nhé, đó chính là mỗi ngày chúng ta đều sử dụng đều đặn một lần vào một khung giờ nhất định, uống từ 15 đến 20 phút trước hoặc là sau khi ăn. Và thời điểm tốt nhất để sử dụng dòng sản phẩm này đó chính là vào buổi tối. Thêm một điều nữa đó chính là các bạn chỉ cần lưu ý một vài điểm nho nhỏ khi sử dụng sản phẩm này. Đó chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 60 viên thì không sử dụng cho trẻ nhỏ dưới 14 tuổi. Hay là phụ nữ đang trong quá trình mang thai và cho con bú thì chúng ta cũng nên hỏi kỹ ý kiến của chuyên viên tư vấn trước khi sử dụng dòng sản phẩm này. À, tất nhiên rồi, để mua được sản phẩm tuyệt vời như thế này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 9, năm để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.